Bạn đây là combo bàn phím K100 và chuột V6 bên mình nhá. Đó. Một combo đang bán rất là hot bên mình luôn. Bàn phím được tích hợp LED 10 chế độ nhá. Các bạn có thể nhấn tổ phím FN từ 1 đến 9 để thay đổi LED cho bàn phím. Về chuột này, được trang bị một dải LED RGB rất là đẹp luôn. Cảm giác cầm nắm và sử dụng của bàn phím này rất phù hợp cho các bạn sử dụng văn phòng và chơi game đều được luôn nhé. Mình sẽ tắt điện cho các bạn chiêm ngưỡng vẻ đẹp ban đêm của nó này. Rất là đẹp luôn. Đó, LED RGB chạy này. Chuột cũng có chế độ LED luôn nhé, các bạn có thể chỉnh được luôn. Bàn phím thì khỏi chê luôn. Cực kỳ đẹp, cực kỳ nổi bật vào ban đêm luôn.